Những năm tháng không thể nào quên. Ký ức sư đoàn sông Lam. Cuốn sách được thực hiện bởi ban chỉ đạo, ban biên soạn và các bài viết của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341, sư đoàn sông Lam anh hùng. Tập 15. Trận đánh chiếm cửa mở 3V1. Bài viết của tác giả Ngô Quang Ba. Nguyên là tiểu đội trưởng tiểu đội thông tin tiểu đoàn 5, trung đoàn 270, sư đoàn 341. Sau những tháng ngày chiến đấu ở Hà Tiên, tháng 4 năm 1978, trung đoàn 270 chúng tôi lật cánh về chiến trường Tây Ninh, bàn giao địa bàn cho trung đoàn 266 chốt giữ. Khoảng nửa tháng sau, trung đoàn 266 đã tương kế tự kế, đánh cho kẻ thù một trận nhớ đời. Hơn 600 tên Pol Pot đã bị tiêu diệt tại trận. Trận đánh đã trở thành mẫu mực đi vào chiến lệ phòng ngự phản công của quân đội ta. Sau 2 ngày hành quân, toàn trung đoàn 270 đã về tập kết tại huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. Tiểu đoàn 5 đóng quân ở An Tịnh. Ban chỉ huy tiểu đoàn vẫn là đại úy Hoàng Biền, tiểu đoàn trưởng, và đại úy Nguyễn Đức Tiến, chính trị viên. Ban chỉ huy cấp đại đội có nhiều thay đổi do những cán bộ chỉ huy bị thương phải đi viện điều trị. Trong khoảng 2 tuần vừa chỉnh đốn, bổ sung quân, vừa an dưỡng, đầu tháng 5, trung đoàn được lệnh lên chốt ở đường 1, đoạn từ cửa khẩu Mộc Bài ra các vùng lân cận. Tôi được anh Thức giao nhiệm vụ đi phối thuộc với đại đội 6 trên hướng chính diện đối mặt với khu 3V1 Campuchia. Thằng An, người đồng hương cùng quê, đi số 2 thay cho tôi. Chúng tôi hăm hở chuẩn bị pin dự phòng, cơ số đạn. Tôi nhắc thằng An lấy đủ cơ số đạn cho hai thằng. Chiều xuống, hai thằng tôi xuống đại đội 6, chính trị viên Thanh và đại đội trưởng Trần Quang Bình, quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, đón hai đứa tôi. Tôi vốn là lính của các anh từ những ngày đầu giải phóng Sài Gòn, nên được các anh dành tình cảm đặc biệt. Đại đội xuống thay chốt cho một đơn vị của sư đoàn 9 an toàn. Chốt của đại đội nằm hai bên đường quốc lộ 1, từ Mộc Bài đi 3V vào Phnom Penh. Vừa bố trí đội hình chốt xong, anh Bình lên tiểu đoàn nhận nhiệm vụ. Về đại đội, anh triển khai giao nhiệm vụ cho các trung đội và nhắc tôi kiểm tra lại các ký tín hiệu hiệp đồng trong chiến đấu. Anh bảo tôi: "Nếu thông tin mà thành thông tịt, tao đánh chết mày." Tôi cười và bảo anh: "Cứ yên tâm." Kế hoạch hiệp đồng tác chiến được tiểu đoàn phổ biến chi tiết. Đại đội 6 đánh hướng chính cửa mở. 3 giờ sáng, toàn đại đội bắt đầu tiền nhập đến vị trí mới, cách chốt khoảng 1 km. Chúng tôi bỉ bõm trong đêm, vừa do gỡ mìn vừa tiền nhập. Đến 4 giờ sáng, đơn vị đã tập kết đúng theo kế hoạch ở vị trí cửa mở. Tôi mở máy ở chế độ chờ, không tín hiệu, mọi liên lạc được thực hiện qua hữu tuyến của tiểu đoàn. Nằm dưới một bờ đất bên gốc cây thốt nốt, tôi thấy lòng bồn chồn, lo lắng và có phần sợ. Đây là cảm giác thường tình của những người lính trước giờ chưa nổ súng, kể cả những cựu binh già lão luyện và dày dạn trận mạc. Gần 5 giờ sáng, anh Bình nhắc tôi kiểm tra lại tín hiệu. Tôi thổi vào tổ hợp theo quy định. Đầu mạng, thằng Khánh thổi lại: "Vậy là ổn rồi." Anh Bình có vẻ hài lòng. Đúng 5 giờ, trời còn chưa sáng rõ mặt, giờ dây đã đến. Pháo của ta bắt đầu bắn vào thị trấn 3V của địch. Các loại pháo thi nhau nhả đạn, nằm cách trận địa của địch vài trăm mét, nhưng mùi thuốc pháo khét lẹt, cay nồng, xộc vào mũi chúng tôi vô cùng khó chịu. Đến loạt bắn cấp tập, bộ đội được lệnh xung phong. Địch bắt đầu hoàn hồn chống trả quyết liệt, hướng trung đội 1 và trung đội 2 đánh dọc quốc lộ, bị súng 12 ly 7 và đại liên của địch điên cuồng nhả đạn. Nhiều lần bộ đội xung phong nhưng đều bị đánh bật trở lại. Tiểu đoàn điện xuống ra lệnh cho đại đội 6 bằng mọi giá phải mở được cửa mở trước khi trời sáng rõ. Trao đổi với anh Thanh xong, anh Bình bảo tôi và An cùng anh đi lên trung đội 1. Tôi chạy theo anh. Thằng An vừa chạy bỉ bõm
vừa ngã sấp ngã ngửa, miệng lau bầu. Tôi vẫn bám theo anh Bình cùng cậu liên lạc lính 1977 đến gặp anh Hòa, trung đội trưởng. Bàn bạc xong, anh Bình bảo tôi nằm tại gốc thốt nốt để anh cùng trung đội một xung phong mở cửa mở. Một quả DKZ-75 của địch không rõ từ hướng nào bắn tới, nổ cách tôi và An chừng 20 mét. May mà không ai bị thương. Hỏa lực địch khống chế quá mạnh, hướng trung đội 1 vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng 6 giờ sáng, tiểu đoàn lại ra lệnh cho đại đội 6 tiếp tục đánh chiếm cửa mở. Vượt qua đồng nước, lần này anh Bình lao sang hướng trung đội 2. Cậu liên lạc chạy theo anh. Tôi đang lên máy liên lạc với tiểu đoàn thì nghe một tiếng nổ ầm chát chúa. Khói tan, tôi thấy anh Bình và cậu liên lạc sóng xoài trên đồng nước. Tôi cởi máy đưa cho An và lao về phía anh Bình cùng y tá đại đội. Giữa đồng nước, anh ngất lịm khi bị mất một chân. Mặc cho các loại đạn bắn thẳng, anh em tôi cố lôi bằng được anh Bình vào gốc cây thốt nốt. Chân phải anh đã mất đến bẹn, anh thều thào: "Chắc anh chết mất em ơi." Tôi ứa nước mắt, đưa anh vào bờ đất, chờ vận tải đưa anh về phía sau. Tôi báo về tiểu đoàn việc anh Bình bị thương. Từ đầu bên kia máy, anh Biền quát vào tổ hợp bảo tôi đưa máy để anh gặp anh Thanh. Nhưng lúc này anh Thanh đã lên đốc chiến ở trung đội 2. Tôi báo lại với anh Biền tình hình cụ thể. Sau khi hội ý, ban chỉ huy tiểu đoàn giao cho anh Hòa, trung đội trưởng trung đội 1 nắm quyền chỉ huy đại đội 6. Tôi cho An lên báo với anh Thanh và anh Hòa lệnh của tiểu đoàn trưởng. Trời sáng rõ, phía ta đã có hơn chục đồng chí bị thương và hy sinh. Địch vẫn điên cuồng chống trả. Trên trận địa, các loại súng AK, Đại Liên, 12 ly 7, B40 và B41 của hai bên thi nhau bắn về phía đối phương. Tôi vận động lên chỗ anh Hòa, vừa từ bờ đất chạy sang gốc cây thốt nốt, cách đó vài mét thì hai quả B40 nổ ầm, cắt ngang cây thốt nốt, cách tôi có vài mét, khói trùm lên tôi. Thằng An bên cạnh lao sang, lay vai tôi và nói: "May quá, mày còn sống, nhìn đạn nổ gần quá, tao tưởng mày chết rồi." Tôi tiếp tục chạy đến chỗ anh Hòa. Anh Hòa bảo tôi gọi pháo chi viện gấp. Tôi gọi thẳng cho anh Biển, nói rõ yêu cầu của hướng chốt trung đội 2 đánh cửa mở. Anh Biển lệnh cho cối 82 của tiểu đoàn và xin pháo của sư đoàn bắn chi viện mạnh theo chỉnh tầm của chúng tôi. Khoảng 9 giờ sáng, trung đội 1 và trung đội 2 đã lợi dụng kết quả pháo bắn chi viện chiếm được đầu phung Ba Vét. Chính trị viên Thanh vừa lo động viên đốc chiến, vừa lo công tác thương binh, giọng anh khản đi vì hò hét. Khi bộ đội chiếm được đầu phung thì tình hình tác chiến của cả hai trung đội có phần thuận lợi hơn. Từ máy thông tin, anh Biển đốc đại đội 6 tăng tốc độ tấn công vì các mũi tấn công thứ yếu đang gặp khó khăn. Tôi gọi cho đại đội 5 đánh phía bên phải chúng tôi thì thằng chúng nói: "Hướng bên nó địch chống trả ác liệt lắm, ta thương vong lớn." Đến hơn 10 giờ, các đơn vị trong tiểu đoàn cũng đã làm chủ được trận địa. Trận đánh mở đầu trên đất Tây Ninh, tiểu đoàn 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà trung đoàn giao cho. Tiểu đoàn 8 chi viện cho đơn vị bạn tại chùa Bạch Bột. Bài viết của tác giả Vi Văn Dĩnh. Đầu tháng 5 năm 1978, trung đoàn 266 từ Hà Tiên trở về Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh cùng chiến đấu trong đội hình sư đoàn 341. Chúng tôi như những người con đi chiến đấu xa nhà, nay trở về với mẹ. Thời gian này trung đoàn 266 đang tổ chức hội nghị quân chính với sự tham dự của tư lệnh sư đoàn Vũ Cao. Tại hội nghị, tư lệnh thông tin về tình hình địch trên mặt trận Tây Ninh và động viên biểu dương trung đoàn 266 trong thời gian chiến đấu tại biên giới Hà Tiên. Hội nghị đang họp giữa chừng thì chúng tôi nhận lệnh nhanh chóng đưa đơn vị lên chi viện cho tiểu đoàn 8, trung đoàn 3, sư đoàn 9 đang bị địch vây ở chùa Bạch Bột tại ngã tư nhà thương tại đường 13, huyện Bến Sỏi, tỉnh Tây Ninh.
Tiểu đoàn 8 chúng tôi lúc đó do anh Tường làm tiểu đoàn trưởng, anh Nguyễn Tống Đôn làm tiểu đoàn phó. Cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 8 vừa đánh địch ở biên giới Hà Tiên, phải hành quân xa, vất vả về tỉnh Tây Ninh, nhưng luôn sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đoàn xe chở tiểu đoàn 8 chúng tôi lên cách ngã tư nhà thương gần 1 km thì đổ quân. Vừa xuống xe, cán bộ tiểu đoàn đã nhận lệnh từ trên, nhanh chóng triển khai bộ đội đánh vào chùa Bạch Bột. Thời gian giao nhiệm vụ tác chiến cho các đơn vị là 14 giờ ngày 10 tháng 5 năm 1978. Nhiệm vụ được giao cho các đơn vị như sau. Đại đội 5 bí mật lợi dụng địa hình bên trái chùa tiêu diệt quân địch đang chốt ở đó. Đại đội 7 lợi dụng bờ mương đánh thẳng vào chùa Bạch Bột tiêu diệt địch. Đại đội 6 phát triển bên phải chùa đánh ngăn chặn địch tăng viện. Đại đội 8 tăng cường hai khẩu DKZ đi cùng và phối thuộc với đại đội 7. Đại đội 6 tăng cường hai khẩu 12 ly 7 cho đại đội 5 và đại đội 7. Trận địa cối 82 ly chuẩn bị phần tử bắn chi viện cho ba hướng của ba đại đội. Giai đoạn 1 bắn 4 phút vào mục tiêu chùa trước lúc đại đội 7 nổ súng xung phong. Khi đại đội 7 làm chủ thì chuyển bắn phía sau chùa, sử dụng một khẩu bắn trên hướng đại đội 5 và đại đội 6, bắn theo yêu cầu của bộ binh. Thời gian tác chiến bắt đầu lúc 15 giờ, các hướng vận động qua cánh đồng, theo bờ mương, bờ ruộng, tại trận địa cối. Tôi quan sát thấy các đơn vị vận động thuận lợi. Khi có tín hiệu đại đội 7 đã vào đến vị trí tập kết, theo lệnh của tiểu đoàn trưởng, hỏa lực bắn dồn dập vào chùa Bạch Bột trong 4 phút. Hướng đại đội 5 bị địch phản công mạnh, bộ đội ta không xung phong được. Khẩu đội 12 ly 7 do trung đội phó Lê Trọng Lộc chỉ huy có 2 đồng chí bị thương, 1 đồng chí hy sinh. Hướng đại đội 5 có anh Nguyễn Tri Kiện, chính trị viên bị thương nặng ở cổ. Chỉ còn anh Hồ Văn Toàn, chính trị viên phó trực tiếp chỉ huy bộ đội chiến đấu. Nhận thấy ta sẽ rơi vào tình thế không thuận lợi nếu không nhanh chóng được chi viện bằng hỏa lực, tôi lệnh cho anh em ngắm bắn trực tiếp vào mục tiêu. Sau 12 phút cấp tập, địch bỏ công sự rút chạy. Trên hướng đại đội 6, bộ đội ta đã làm chủ mục tiêu. Riêng đại đội 7 đã tiêu diệt tại chỗ 5 tên địch, sau đó tiến hành củng cố đội hình, tổ chức chốt giữ, sẵn sàng đánh địch tăng viện. Đến 17 giờ cùng ngày, trận đánh kết thúc. Tiểu đoàn lệnh cho các đơn vị chuẩn bị chuyển sang thế phòng ngự đánh địch ban đêm. Đại đội 8 chúng tôi chuyển trận địa lên cách đại đội 7 khoảng 500 mét để sẵn sàng chi viện trực tiếp cho bộ binh khi có yêu cầu. Chiều hôm đó, các đơn vị trong tiểu đoàn đều được bổ sung tân binh. Riêng đại đội 8 của tôi được bổ sung 15 người. Tôi ưu tiên cho các khẩu đội 12 ly 7 của Lê Trọng Lộc, DKZ và cuối 82. Đánh giá về trận đánh, tiểu đoàn 8 đã chấp hành mệnh lệnh nghiêm túc, triển khai và hiệp đồng giữa bộ binh và hỏa lực đi cùng nhịp nhàng. Hỏa lực của đại đội đã phát huy hiệu quả việc bắn cuối 82 ly chi viện cho bộ binh chặt chẽ. Sau hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho tiểu đoàn 8, trung đoàn 3, sư đoàn 9, tiểu đoàn 8 chúng tôi lại được lệnh phòng ngự đánh địch ở chùa Bạch Bột. Lại một mùa khô nóng bỏng, tiểu đoàn 8 chúng tôi phải chịu đựng cho đến hết tháng 5 năm 1978. Chúng tôi được lính Pol Pot tiếp tế cơm và tặng xe Phượng Hoàng. Bài viết của tác giả Lê Đình Quế. Đại đội của chúng tôi lúc bấy giờ là đại đội 3, tiểu đoàn 4, trung đoàn 270, sư đoàn 341, quân đoàn 4. Ở thời điểm này, anh Trần Đức Thuận quê ở Nam Đàn, Nghệ An là đại đội trưởng. Tôi, Lê Đình Quế, là chính trị viên. Anh Quế cùng tên với tôi quê ở Thanh Chương, Nghệ An làm chính trị viên phó. Anh Nam quê ở Nam Thái, Nam Đàn làm quản trị trưởng. Trong số ban chỉ huy đại đội, cho đến giờ này, chỉ có anh Quế, chính trị viên phó là đã hy sinh vào tháng 8 năm 1978.
Thời đó chúng tôi trong đội hình tiểu đoàn 4, trung đoàn 270 tách khỏi đội hình sư đoàn, đi phối thuộc với quân khu 9, chiến đấu trên địa bàn thị trấn Hà Tiên, Kiên Giang từ tháng 8 năm 1977. Đến ngày 16 tháng 4 năm 1978, chúng tôi trở về với đội hình sư đoàn 341, chiến đấu trên chiến trường biên giới tỉnh Tây Ninh. Sau một tháng chiến đấu tại 3V1 và 3V2, ngày 2 tháng 6 năm 1978, khi hướng sư đoàn 9 gặp khó khăn, sư đoàn 341 được điều về hướng Bến Sỏi, đường 13 thay cho sư đoàn 9. Ngày 6 tháng 6 năm 1978, đại đội tôi được giao nhiệm vụ lên chốt giữ khu vực Bắc Chùa Bạch Bột. Địa bàn này trước đây là chốt của sư đoàn 9, đã bị địch đánh chiếm chốt. Lúc này sư đoàn 341 đã đánh phản công, lấy lại được một số chốt, còn một số chốt bọn Pol Pot vẫn chiếm, chưa lấy lại được. Ai đã từng chiến đấu ở Campuchia thì đều biết, tại đây các phum, làng thường cách nhau một cánh đồng rất rộng, có khi cả 2-3 km. Nhưng đôi khi ta và địch cùng chiếm giữ một phum nên hai bên ở rất gần nhau. Có chỗ ta và địch cách nhau chưa đầy 100 m, nên cả hai bên đều phải nằm dưới hầm, ngay cả vệ sinh cũng phải giải quyết ngay dưới hào. Tắm thì thay nhau, hết nhóm này thì đến nhóm khác truyền xuống hố bom bên cạnh để tắm. Nước hố bom còn đục hơn cả nước vo gạo lần đầu, nhưng cũng phải chịu. Cơm nước thì phải chờ đến tối anh nuôi mới đưa lên được. Cơm đưa lên thường được dùng cho bữa chiều hôm đó và sáng trưa hôm sau. Ngày 9 tháng 6 năm 1978, khoảng 16 giờ 30 phút, khi trung đội 3 do anh Hoàng Tiến Ngời, quê ở xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, làm trung đội trưởng, đang lúi húi đào và củng cố công sự, thì một chiến sĩ ngẩng lên bỗng phát hiện một thằng đầu quấn khăn, mặc quần áo đen, tay dắt một chiếc xe đạp. Phía trước ghi đông và phía sau gác ba ga, treo rất nhiều túi lỉnh kỉnh. Anh lính phía ta chưa kịp phản ứng thì tên Pol Pot đã nhanh chân quẳng xe vụt chạy bán sống bán chết về phía chốt địch, cách đó chỉ khoảng chừng 50 m. Anh lính ta chỉ kịp vớ lấy khẩu AK, miệng thì cuống lên hô Pot Pot, rồi bắn theo cả loạt đạn. Lúc này các anh em khác cũng kịp giương súng bắn theo, cả chục người cùng bắn, bắn cả loạt. Thấy thằng Pot ngã sấp mặt, tưởng nó chết, tiếng súng dừng lại, nó lại vùng dậy chạy, vừa chạy vừa ngã sấp ngã ngửa đủ tư thế. Bộ đội ta không dám liều đuổi theo vì trước mặt chốt của địch cũng rất gần. Đang bực mình vì các xạ thủ một thời oanh liệt thế mà lại tha bổng cho thằng Pol Pot, chúng tôi lại vui khi nhìn thấy chiến lợi phẩm là chiếc Phượng Hoàng Trung Quốc chính hãng. Sau này chúng tôi gửi tặng cho đồng chí Lại, anh nuôi để đi chợ tiếp phẩm, và 15 túi cơm đựng trong giỏ đan bằng lá thốt nốt rất đẹp. Trong mỗi giỏ cơm có mấy con cá khô. Thì ra thằng này là lính nhà bếp, lâu lâu lên thăm chốt một lần nên đã ưu tiên ghé thăm chốt bộ đội mình trước. Phải công nhận số thằng này lọt sàng và lọt cả nia luôn. Anh em ai cũng vừa bực vừa buồn cười cho tình huống oái oăm này. Tiểu đoàn 5, những ngày chốt giữ 3V1 và 3V2, bài viết của tác giả Ngô Quang Ba. Nguyên là tiểu đội trưởng tiểu đội thông tin tiểu đoàn 5, trung đoàn 270, sư đoàn 341. Ba Vét là một thị trấn giáp biên, sầm uất. Khi đánh vào, chúng tôi thấy có rất nhiều loại trái cây, những quả xoài to, chín mọng, được lính Pol Pot giấm trong nhà. Đã quá trưa lại đang đói, chúng tôi không cần biết có độc hay không, thằng nào cũng lấy ăn thỏa thích. Đầu giờ chiều, anh nuôi mới đưa được cơm lên chốt. Những nắm cơm được nắm theo quân số đêm trước giờ lại dư ra. Nhìn những nắm cơm dư, ai cũng biết, cũng nghẹn lòng dù không nói ra, nên nuốt không nổi nữa. Tiểu đoàn 5 của tôi được lệnh chốt chặn khu vực 3V, không cho địch đánh tái chiếm mục tiêu đã mất. Cuối tháng 5 năm 1978,
toàn trung đoàn được lệnh bàn giao chốt cho sư đoàn 9 để đánh lật cánh sang hướng huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Xả hơi được vài ngày, đơn vị lại hành quân về bến Sỏi. Đầu tháng 6 năm 1978, từ phà bến Sỏi theo đường 13, chúng tôi hành quân lên biên giới Campuchia. Từ đây, những tháng ngày gian nan và khốc liệt, đầy chết chóc lại bắt đầu với chúng tôi. Tôi và An vẫn đi phối thuộc với đại đội 6. Khoảng tối ngày mùng 3 tháng 6 năm 1978, chúng tôi được trinh sát dẫn đường cùng với bộ phận công binh do đường bằng các thanh tre được vót mỏng dính đưa vào vị trí chốt. Trong đêm tối, giữa đồng, nước ngang đầu gối, cả đội hình lầm lũi hành quân. Là lính thông tin nên như thường lệ, tôi vẫn đi cạnh ban chỉ huy đại đội. Sau chúng tôi là đội hình của tiểu đội 10 và bộ phận nuôi quân. Khoảng 10 giờ đêm, một cơn mưa đầu mùa trút xuống. Bộ đội không ai dám mặc áo mưa vì khi đi sẽ phát ra tiếng động sột soạt. Riêng tôi buộc phải lấy áo mưa trùm lên máy thông tin cho khỏi ướt. Hơn 11 giờ trưa, chúng tôi đến vị trí chốt. Tôi mở máy theo quy ước, thổi vào tổ hợp tín hiệu an toàn. Từ tiểu đoàn bộ, anh Thức trả lời ký hiệu nhận đủ. Ban chỉ huy đại đội phân chia tạm thời khu vực chốt giữ trong đêm. Trong đêm tối, chúng tôi vừa đào hầm vừa trực máy. Sáng dậy vừa bảnh mắt, thằng Hợp hữu tuyến vào chỗ hầm tôi nói: "Mày nên nằm xa hầm đại đội ra, kẻo đêm bốt nó lần theo đường dây hữu tuyến vào ném lựu đạn, chết bây giờ." Nghe cũng có lý, nhưng hầm thì đã đào xong, chẳng lẽ bỏ. Tôi cười và nói với Hợp: "Sống chết có số cả rồi mi ơi, sợ cái chi mi?" Chúng tôi nhìn nhau cười vang, cách cười của tuổi 20, của sự vô tư và thanh thản. Tối đến trời lại đổ mưa, những cái hầm nửa chìm nửa nổi đã thành hố chứa nước. Muỗi thì như trấu. Vài ngày đầu địch chưa phát hiện được đội hình chốt của ta nên chỉ bắn vu vơ vài quả pháo vào phum. Khoảng 5 ngày sau, chúng đã xác định được các vị trí chốt của chúng tôi nên bắn pháo liên tục, nhiều nhất là hướng đại đội 6. Có ngày chúng bắn cả 100 quả pháo vào chốt. Từ đây các hoạt động ban ngày của ta và địch diễn ra rất hạn chế vì lính bắn tỉa của cả hai bên thường canh me lẫn nhau. Đêm xuống, bộ đội mới được lên khỏi công sự. Công tác thương binh tử sĩ cũng được tiến hành khi trời tối. Mưa càng lúc càng tăng. Lúc đầu lính ta lót lá cây rơm rạ dưới hầm để ngủ, nhưng do mưa nhiều nên lá cây bị mục, rơm rạ thối rữa, bốc mùi không chịu nổi. Có thể nói mùa mưa năm 1978 là những tháng ngày bộ đội trên chốt của ta chịu nhiều gian khổ nhất. Chỗ ở đã vậy, bữa ăn thì chỉ có bo bo, cầm hơi, ăn với mắm kem và vài miếng dưa chuột muối. Bộ đội nằm chốt dài ngày, tóc râu dài, trông như thổ phỉ. Riêng việc cắt tóc cũng là một vấn đề. Ban ngày thì không cắt được vì lên khỏi hầm có thể dính đạn bắn tỉa như chơi. Chỉ những anh được phân công gác và bắn tỉa mới được lên khỏi hầm, còn lại phải ở dưới hầm, đó là lệnh. Đơn vị chốt được hơn 10 ngày thì tiểu đoàn 5 có một trận thắng tình cờ ngoài dự kiến. Một buổi sáng khi trời còn mờ sương, thằng Hiệu, lính nuôi quân của tiểu đoàn mộ, thức dậy sớm hơn mọi người để chuẩn bị nấu ăn sáng cho bộ đội. Đang mắt nhắm mắt mở, nhìn ra trước chốt, nó phát hiện nhiều người đang tiến vào phần chốt của đội hình tiểu đoàn bộ. Sau khi xác định chính xác là quân Pol Pot, nó quẳng ngay cái xoong B-12, chạy vào vớ khẩu AK và gọi ngay mấy thằng cùng tổ nuôi quân dậy. Chưa kịp báo cho chỉ huy thì địch đã vào sát chốt. Sau loạt đạn đầu, thằng Hiếu đã hạ được vài tên địch. Nghe tiếng súng nổ, các chốt đều choàng dậy vào vị trí chiến đấu. Một trận đánh hy hữu, tiếng súng nổ chỉ toàn AK. Bị đánh phủ đầu, bất ngờ quân Pol Pot tháo chạy ra giữa đồng nước. Ngồi trong chốt nhìn ra, trông bọn Pol Pot giống như đàn vịt. Còn ta cứ từng thằng mà bắn. Bọn địch hầu như không chống cự, chỉ cố chạy giữa đồng nước mênh mông bằng phẳng, không vật che chắn.
Khi nghe tiếng súng nổ ở hướng tiểu đoàn bộ, đại đội 8 hỏa lực đã kịp điều một khẩu 12 ly 7 và một khẩu DKZ-82 bắn chi viện. Lúc này súng các hướng đều đã nổ, lại thêm hỏa lực bắn vào đội hình địch giữa cánh đồng nước trống trải, thì không còn gì để nói cho số phận không may của bọn Pol Pot. Từ máy vô tuyến, tiểu đoàn trưởng Hoàng Biền lệnh cho đại đội 6 và đại đội 5 khép chặt vòng vây, không cho địch chạy thoát. Trong lúc bọn Pol Pot không còn xác định được phương hướng để chạy, súng hỏa lực và bộ binh ta đã kết hợp đánh chúng tơi tả, xác nổi đầy đồng. Xong trận, theo anh em nhìn thấy thì chắc cũng chỉ có khoảng chục thằng chạy thoát. Tổng kết trận đánh vô tiền khoáng hậu này, tiểu đoàn 5 đã tiêu diệt được hơn 100 tên địch, thu nhiều vũ khí và đặc biệt phía ta không có ai thương vong. Nhiều anh em nói vui, trận này hơi mệt vì bắn nhiều mỏi tay. Với trận thắng này, bộ phận nuôi quân của tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 5 và thằng Hiệu đã được cấp trên khen thưởng. Trung tuần tháng 6, trung đoàn được lệnh cùng các đơn vị bạn đánh sâu vào đất địch để tạo khoảng trống cho lực lượng thanh niên xung phong và các lực lượng tại chỗ đắp đê, đào mương, làm hàng rào biên giới. Ngày 21 và ngày 22 tháng 6 năm 1978, toàn tiểu đoàn được lệnh hành quân luồn sâu vào hậu phương của địch. Qua máy hữu tuyến, anh Thức trao đổi các quy định liên lạc khi hành quân. Tôi ghi chép cẩn thận và không quên làm lại dây anten của máy 71X. Chả là trong thời gian trước đây, chúng tôi thường tháo cần anten và dùng sợi dây hữu tuyến cuộn vào một que tre dài hơn 1 mét, đầu trên được nối vào cánh anten. Khi liên lạc thì chúng tôi giơ cần tre lên, khi hành quân thì dùng như một cái gậy. Biện pháp này giúp chúng tôi đỡ gặp nguy hiểm. Tôi cũng nhắc thằng An nhớ chuẩn bị cho mỗi đứa hai trái US để đề phòng khi bất trắc trong luồn sâu, có chuyện gì thì cưa đôi với bọn Pol Pot. Nhận lệnh luồn sâu, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị rất vui nhưng cũng lo. Đêm xuống, toàn tiểu đoàn được trinh sát trung đoàn và sư đoàn dẫn đường rời chốt tiền nhập. Đại đội 7 dẫn đầu đội hình, sau là đại đội 6 và đại đội 5, tiếp đến là tiểu đoàn bộ và cuối cùng là đại đội 8 hỏa lực. Tôi, An và Nông, ba đứa vẫn bám nhau. Cả đoàn quân lặng lẽ bước đi trong đêm. Đến gần sáng, sương dần tan, trước mặt chúng tôi là một con mương dài chạy theo hướng bắc nam. Theo lệnh của tiểu đoàn, các đơn vị triển khai chốt chặn dọc theo bờ mương. Nhìn địa hình và thế phòng thủ, với kiến thức tối thiểu của lính quèn, tôi cũng nhận thấy đây là nơi phòng thủ lợi hại, vì hai bờ mương cao, chỉ cần đào hố cá nhân, quét hàm ếch vào bờ mương là có thể phòng ngự, chống được địch từ hai phía đông tây đánh tới. Đúng 5 giờ sáng, pháo binh của sư đoàn 341 và của quân đoàn 4 bắt đầu bắn vào ngã ba Sang Ke, nơi quân địch đang đóng chốt. Kiểm tra thông tin đã thông suốt nên chúng tôi rất yên tâm, gục đầu vào hố chiến đấu. Tôi và An ăn vội gói lương khô, đây là khẩu phần ăn của cả ngày. Hai thằng vừa ăn vừa đùa, đói thì ăn thôi, đến đâu hay đó, chứ chết là trở thành ma đói. Trên trời pháo vẫn bắn dồn dập, tiếng pháo nổ ầm ầm cách chỗ chúng tôi chừng vài cây số. Sau 30 phút bắn phủ đầu, tiếng pháo thưa dần, đến lượt các loại súng bộ binh nổ dồn dập xen với tiếng gầm rú của xe M113. Nằm đây nghe tiếng súng, tôi biết ở hướng chính diện bộ đội đã xung phong. Một tình huống xảy ra mà trong phương án chiến đấu cấp trên đã tính đến, đó là lực lượng của địch từ trong hành quân ra phía trước để ứng cứu cho chốt tiền tiêu. Bằng mắt thường, chúng tôi phát hiện khoảng một đại đội Pol Pot đang vận động về phía mình. Anh Hòa bố trí đội hình chuẩn bị đánh địch. Thằng Sinh, trung đội trưởng trung đội 1, chạy qua chỗ anh Hòa xin chỉ thị. Đi về qua chỗ tôi, còn thụi tôi một cái vào hông rõ đau và: "Mày cẩn thận nhé, Pot mà nó thịt được thông tin thì chúng ta đi đời." Tôi cười ra chiều bảo nó: "Mày cứ yên tâm, số tàu cũng khó chết lắm."
Khoảng hơn 6 giờ, trời sáng dần, đội hình của địch đã đi vào trận địa phục của đại đội 6. Tiểu đoàn trưởng Hoàng Biền không cho bắn vội, để địch vào thật gần mới được nổ súng. Bọn địch vẫn vô tư hành quân hàng một. Chúng không thể ngờ rằng chúng tôi đã giương súng ngắm vào chúng và đợi sẵn. Khi thằng Pốt đi đầu cách trung đội của thằng Sinh gần 50 mét thì anh Hòa nổ một phát hiệu lệnh K54. Các cỡ súng Đại Liên, RPD, RPK, B40, B41 nhất loạt nhả đạn ầm ầm vào đội hình địch. Ngay từ loạt đạn đầu, hơn chục thằng Pol Pot đã bị tiêu diệt. Số đi sau kịp thời tản ra, lợi dụng vào các bờ ruộng, gốc thốt nốt để chống trả. Chúng vừa đánh vừa rút lui. Xét thấy địa hình không cho phép, tiểu đoàn trưởng không cho các đơn vị truy kích địch. Đến hơn 8 giờ sáng, lực lượng đánh chính diện, có xe thiết giáp phối thuộc đi cùng, đã phát triển thuận lợi. Qua vô tuyến, tôi biết hướng tiểu đoàn 4 đánh không gặp nhiều khó khăn. Hướng trung đoàn 273 phát triển nhanh, đã hình thành được gọng kìm, vây khu vực Sang Ke và các đơn vị đã thông tin được với tiểu đoàn 5. Trên hướng chính diện, tiếng súng thưa dần, pháo chuyển làn bắn vào gần chúng tôi hơn. Qua làn pháo, chúng tôi biết địch đang tháo chạy đến gần vị trí phục kích của đơn vị mình. Tiểu đoàn ra lệnh cho các đại đội chuẩn bị đánh địch tháo chạy từ hướng Sang Ke về trong nội địa và tiếp tục chuẩn bị đánh địch từ trong nội địa ra ứng cứu. Từ xa chúng tôi đã thấy lác đác từng tốp 5 đến 7 thằng Pol Pot bắt đầu chạy thục mạng về phía đội hình đón lõng của chúng tôi. Súng nổ rộ lên ở hướng đại đội 7 và đại đội 5, địch cùng đường nên chống trả quyết liệt. Để kịp ứng cứu, địch ở trong nội địa bắt đầu xung phong tấn công về phía chốt của tiểu đoàn. Giờ đây chúng tôi rơi vào thế nguy hiểm, cùng lúc phải đối phó với địch ở cả hai hướng. Đang nằm ở bờ mương, khi tôi chuẩn bị giơ cần anten lên để liên lạc thì một quả DKZ nổ ầm, đất bay mù mịt, khiến hai chiến sĩ khẩu đội cối 60 ly của đại đội hy sinh. Thằng Nông bị thương vào tay và hõm vai. Anh Giai, lính 1972, tiểu đội trưởng tiểu đội 10, bị thương ở vai, máu ra rất nhiều. Phía trong ra thì địch tăng cường phản kích, phía ngoài về thì quân địch tháo chạy cũng về gần tới chốt. Do không còn đường chạy nên chúng liều mạng đánh trả. Bị kẹp hai bên, tình thế trở nên khó khăn và ác liệt hơn. Các đại đội đều gọi xin tiểu đoàn chi viện cối, nhưng cơ số đạn luồn sâu mang theo rất hạn chế, nên chỉ khi nào thấy cấp bách lắm thì anh Biền mới cho chi viện. Đánh địch đến hơn 10 giờ, ta đã bị thương và hy sinh khá nhiều, tất cả đều nằm tại bờ mương. Theo đài kỹ thuật và quân báo của ta cho biết, địch đang điều động một lực lượng lớn nhằm chiếm lại các vị trí chốt đã mất ở khu vực đông đường 24. Trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 kết hợp với tiểu đoàn 3 của trung đoàn 273 đánh chiếm một số phum trên trục đường này. Nhận lệnh, tiểu đoàn 5 rời khỏi bờ mương, thương binh tử sĩ được bộ phận vận tải bảo vệ, còn lại tất cả xung phong vượt đồng nước để đánh chiếm các phum. Khi đơn vị đi đầu của đại đội 6 là trung đội 1 còn cách phum khoảng 100 mét thì địch đồng loạt nổ súng. Một số anh em đi đầu bị trúng đạn gục xuống, đội hình tấn công bị khựng lại. Anh Hòa trườn lên chỗ thằng Sinh, tôi cũng trườn theo anh. Hai anh em vừa tấp vào được một gốc cây thốt nốt thì ầm, một quả B40 của địch nổ ngay trước mặt. Tai tôi ù đi, mặt mũi tối sầm lại. Khi hoàn hồn, tôi thấy khẩu 12 ly 7 của quân ta đã bắn tiêu diệt được khẩu Đại Liên và khẩu B40 của thằng địch nào đó vừa định tiêu diệt tôi. Hướng các đại đội khác của tiểu đoàn cũng đồng loạt xung phong, buộc quân địch phải tháo chạy, bỏ lại nhiều xác địch và bọn bị thương cùng nhiều súng đạn. Lệnh của tiểu đoàn yêu cầu các đại đội tổ chức trận địa phòng ngự để đánh địch phản kích. Lại những ngày chốt giữ gian khổ và khốc liệt đang chờ chúng tôi.
quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.